Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải map cho game Wallbox mà không cần Steam Workshop các bạn. Thì bình thường á, chúng ta muốn tải map thì chúng ta vào Steam Workshop, chúng ta ấn vào bất kỳ cái map nào mà mình thích và các bạn chỉ cần subscribe nó thôi. Đó, thì cái map này nó sẽ tự động chui tọt vào game. Chúng ta chỉ cần vào game, tải lên và chơi thôi. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải mà không cần Steam Workshop luôn. Trước khi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn thì mình cũng có đôi lời. Đây là cái kênh YouTube của mình các bạn. Các bạn có thể thấy cái phần thời gian xem từ người đăng ký á, cái thông số giữa những người chưa đăng ký và những người đã đăng ký á, nó rất là chênh lệch các bạn. Chưa đăng ký á, nó chiếm tới 85,8% rồi các bạn. Cho nên á, các bạn nào mà xem được video của mình mà thấy cái nội dung của mình làm hay, kênh của mình hữu ích á, thì các bạn hãy ấn subscribe cho mình để cho mình có động lực để ra những video tiếp theo nha. Mình rất biết ơn về điều đó. Chúng ta sẽ tải map trực tiếp trên cái trang Discord của Wallbox luôn các bạn. Đó là cái trang chính thức luôn á. Rồi, mà muốn vô được cái server Discord á của Wallbox á, chúng ta phải tải cái ứng dụng Discord về các bạn. Thì mấy cái bước như là đăng ký nè, đăng nhập nè, tải cài đặt hay gì đó thì mình sẽ không nói tới nữa. Hôm nay mình sẽ đi vô chính, đó là tải map thôi các bạn. Thì các bạn muốn vào cái server Discord của Wallbox á, chúng ta vào Google bình thường thôi các bạn. Các bạn tìm cái từ khóa Wallbox Discord cho mình đó. Tại vì mình tìm kiếm rồi nó mới hiện ra như vậy. Còn các bạn nào mà chưa tìm kiếm thì các bạn chịu khó đánh rồi nha đó. Thì chúng ta vào kết quả đầu tiên cho mình nè. Rồi khi mà... Ok, tiếp tục thôi. Đó, khi mà các bạn đã hoàn thành xong các bước đăng ký, đăng nhập, cài đặt hay gì đó, nó sẽ hiện ra cái trang Discord của Wallbox như thế này các bạn. Đó. Cái này là nền web các bạn. Còn cái nền của ứng dụng thì nó nằm dưới đây nè, mình mở sẵn rồi nè, nó cũng tương tự thôi. Đó. Sau khi mà các bạn vào cái trang Discord của Wallbox á, thì hình như theo mình nhớ không lầm là các bạn phải chờ 15-20 phút gì á, các bạn mới xem được những cái nội dung. Rồi, cái thanh bên này nè, các bạn kéo xuống xuống một chút. Đó, là mình đang ở trong cái trang server Discord của Bóc đó các bạn. Thì chúng ta kéo xuống xuống một chút. Đây, ở cái phần Creator thì nó có map nè, nó có cool map nè, những cái map tuyệt vời á. Map, rồi mod. Đó, ở đây có rất là nhiều mod các bạn. Gần như là đầy đủ luôn á. Gần như là đầy đủ tất cả các mod luôn á. Rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ chú trọng là download map các bạn. Rồi, các bạn có thể thấy đây rất là nhiều map các bạn. Mình sẽ chọn một map để mình tải về nha. Các bạn có thể thấy đây là một map rồi các bạn. Nó bao gồm tên của người đăng map nè, một số những chú thích với lại map và hình ảnh của map. Thì đây là map nè các bạn. Đây là map nè. Đó, đó. Các bạn thấy không? Map đó. Các bạn tải thì nó sẽ hiện cái map ở dưới này. Đó. Rồi. Bây giờ cái điều quan trọng là chúng ta sẽ phải copy cái map này vô đâu để cho cái map này chạy được trong cái game của mình. Đó, cái đó mới là điều quan trọng. Thì chúng ta tạm thời là hạ cái map này xuống đi, coi như là mình đã tải map rồi nha. Đó, mình tải map trực tiếp trên trang Discord của Wallbox. Rồi, mình vô game một chút nha. Thì đây là cái map của mình. Mình đã lưu cái map này rồi. Các bạn phải lưu nha các bạn, các bạn phải lưu để cho nó có slot nha các bạn. Slot save ở đây nha. Cái này là bắt buộc á. Thì mình lưu thôi các bạn. Kiểu như là chúng ta bấm đại vô một cái chỗ nào trống trống ở đây nè. Nó có rất là nhiều slot. Ấn đại vô một chỗ nào trống thì mình lưu thế giới thôi. Đó, ấn lưu. Rồi, thì nó sẽ hiện ra một cái thế giới như vậy. Đó. Rồi, vậy thôi. Rồi, đó là cái phần chuẩn bị thôi các bạn. Rồi, các bạn phải vào game, các bạn phải lưu để cho nó có slot nha. Rồi, rồi. Rồi, xin lỗi các bạn vì cái màn hình của mình nha. Từ từ. Mình tạm thời tắt game đi. Rồi, xin lỗi các bạn về cái màn hình desktop của mình nó hơi bị bừa bộn một chút. Đó. Rồi hạ xuống. Rất là bừa bộn các bạn. Rồi nhưng mà các bạn cũng không cần để ý làm gì. Chúng ta vào Deep PC nè.
là cái my computer của mình các bạn. Nó là cái my computer của mình. Chắc tất cả các bước thì mình sẽ ghi ở trong mô tả luôn các bạn, để cho các bạn dễ theo dõi. Còn đây là cái kiểu như là mình làm các bước cho các bạn xem luôn. Thì chúng ta sau khi chúng ta vào DeepDC rồi á, nó làm cái my computer của mình á, thì mình vào Odyssey cho mình. Rồi mình nói luôn, đây là cái thanh địa chỉ rồi các bạn. Tất cả những cái folder mà mình vô á thì nó sẽ hiện ở trên này hết, nó sẽ thành một cái địa chỉ. Các bạn có thể theo cái này mà các bạn vô từng cái folder một nha. Rồi nó là các bước của mình luôn á các bạn, rất là đơn giản để theo dõi. Rồi chúng ta vô DeepDC nè, đó mình làm lại nha, vô DeepDC nè, đó chúng ta vào cái ổ C cho mình, ổ C trong DeepDC nha, đó ổ C, chúng ta vào phần user. Rồi chúng ta sẽ vô cái thẻ view cho mình. Các bạn qua bên đây một chút, các bạn phải tích vô cái hidden item cho mình nha. Bình thường thì nó sẽ không có đâu, các bạn tích vô cái hidden item đó, ấn vô cho mình thì nó sẽ hiện ra những cái file ẩn đó. Các bạn mà không ấn vô là các bạn làm không được đâu nha các bạn, cái này quan trọng á. Rồi các bạn sẽ vào user cho mình, không hẳn nó sẽ hiện lên user đâu các bạn. Cái này là cái tên, nó sẽ là cái tên của cái PC của mình. Cái tên của cái PC của mình đang đặt là user thì nó sẽ hiện ở đây là user. Đó. Thì bình thường á, nó sẽ hiện ở đây là một cái là default, một cái là public. Thì các bạn đừng có vô hai cái trên. Các bạn đừng có vô default cũng đừng có vô public. Các bạn hãy vô cái khác. Mà cái ví dụ ở đây của mình là cái user. Đó. Có thể máy của các bạn không phải là user, sẽ là một cái tên khác, thì các bạn sẽ ấn vô nó. Rồi ở cái máy của mình thì là user thì mình ấn vô thôi các bạn. Rồi đó, các bạn vào app data nha. Đây nè, cái lý do tại sao mà mình kêu các bạn mở cái hidden item. Khi mà các bạn không mở hidden item thì cái app data nó sẽ không có các bạn. Đó, các bạn ấn vô thì nó sẽ hiện ra. Đó, mình vô cái app data thôi. Rồi các bạn tiếp tục vào cái local low. Đó. Rồi các bạn tìm mkbenko, bạn ấn vô nha. Đó, đây là cái từng bước của mình nè, nó hiện lên đây hết nè các bạn. Rồi các bạn ấn vô wallbox. Rồi chúng ta đã vào được cái file lưu của game. Thì đây cái chỗ save này các bạn có thể thấy save. Đây là hai cái slot nè các bạn, hai cái slot save mà mình save hồi nãy á. Nó đó. Rồi mình mở game lại đi. Các bạn chờ một chút nha. Rồi, đóng. Ok, thì cái save game là hai cái này. Nó đó các bạn. Save game là hai cái này. Rồi. Thì chúng ta tiếp tục thôi. Hồi nãy mình đã lưu cái mình nhớ cái này nha, mình nhớ cái chữ save này nha các bạn. Rồi trong cái chỗ download của mình nãy nè, đó hồi nãy là mình tải về cái map mà có con Among Us á. Rồi mình copy cái map này thôi, mình quay lại cái chỗ cái địa chỉ hồi nãy. Rồi mình ấn vô save game nè. Rồi. Mình làm cái thứ hai đi các bạn. Cái thứ nhất mình thấy nó lộn xộn sao. Mình sẽ dán nó vô cái save game thứ hai nha các bạn. Đó thì cái save game thứ hai là cái này nè các bạn. Đó cái gì Broken Land cái thứ hai nè. Rồi chúng ta dán vô thôi các bạn. Rồi cái chỗ này khi mà các bạn dán vô rồi thì nó trùng tên các bạn. Thì mình vẫn replay nó nha các bạn. Mình vẫn thay thế nó luôn. Đó và mình nhớ nó ở save game thứ hai. Rồi chúng ta quay lại thôi các bạn. Có thể là hình nó sẽ không giống, có thể là hình nó sẽ không giống, nó sẽ không đúng, nhưng mà là nó các bạn, tại vì cái hình đại diện của nó vẫn là cái hình này các bạn nè, nó vẫn là cái hình này, nhưng mà khi mà các bạn load game lên rồi á thì nó sẽ là cái map khác. Đó vậy là mình đã
mình đã bắt cái map mà mình mới tải về vô trong cái save này rồi nha các bạn. Các bạn phải tạo save game nha các bạn. Cái đó là bắt buộc đó nha. Các bạn phải tạo save game trước đó, bằng cách các bạn lưu bình thường đó, lưu thế giới. Lưu thì nó sẽ có một cái save game kế bên nè. Đó, các bạn phải tạo save game nha. Nó không chịu khi mà mình tạo folder đâu. Ví dụ ở đây trong save đi, ví dụ mình tạo cái folder save 4 đi. Đó, là nó không chịu cái save này đâu nha các bạn. Nó chỉ chịu cái save mà khi mà các bạn lưu ở trong game nó tạo ra sẵn vậy thôi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hồi nãy là save 2 đúng không? Rồi mình vô save 2 nè. Mình mở thế giới thôi các bạn. Tải. Đó. Vậy là chú... cái gì vậy? À, Adamantium các bạn. Đó các bạn. Ngoài cái con này là chắc Imposter rồi. Nó có con dao nè. Nguy hiểm vãi thanh niên à. Đó, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tải map cho game của Box mà không cần thông qua Steam Workshop. Nó rất là rườm rà các bạn. Các bạn có thể thấy nó rất là rườm rà và nó có rất là nhiều điều kiện khác nhau. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở dưới phần mô tả các bạn. Các bạn có thể làm theo cái phần mô tả. Rồi, hôm nay chắc tới đây thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu mà các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe nha. Mình rất biết ơn điều đó. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.